Sáng ngày 1 tháng 7, một người đàn ông tưới xăng rồi đâm người phụ nữ nguy kịch trên địa bàn phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhận được tin báo, công an phường Hiệp Thành đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường. Qua xác minh, anh Lê Xuân Gôn, con của nạn nhân cho biết, người gây thương tích cho mẹ anh là Dương Phú Hiền, người này có quan hệ tình cảm với mẹ anh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 1 tháng 7, bà Miễn và ông Hiền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau tại khu vực phía trước siêu thị Go, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Tại đây, bà Miễn bị ông Hiền dùng xăng tạt rồi đốt, khiến bà Miễn bị cháy. Trong lúc bị cháy, bà Miễn bỏ chạy về khu vực vỉa hè trước siêu thị, cởi áo đang cháy rồi nằm gục. Sau đó, ông Hiền chạy đến dùng dao rạch mặt bà Miễn. Hiện bà Miễn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.